Hello anh em, hiện tại tôi đang có mặt cùng Lưu Việt. Hello. Hôm nay tôi và Lưu Việt sẽ lấy con Mini Cooper mui trần vào một cái app nào đó làm Grab để chở gái xinh, xem phản ứng của gái xinh như nào nha anh em. Bạn có gì muốn nói với anh em không? Tôi hơi run bạn ạ. hơi bỡ ngỡ. Anh em nào mua ô tô ở Hà Nội nhắn tin cho Lưu Việt. Không mua là thiệt. Em ơi. À dạ. Em đặt Grab đúng không? Vâng ạ. Em đặt xe đúng không? Vâng ạ. Em đặt về. Em đặt bởi vì khách vừa nãy anh ấy gọi cho em là chưa tới đây đến check xem anh ấy đến đâu rồi. Không, là anh mà. Ủa, là anh hả? Hả? Ở xe anh đâu? Ở xe anh tài xế đang đánh đi rửa. Đang đi rửa hả? Ờ. Tại em đặt taxi để cho chị em đó, chị em đang chụp hình kia. Anh sợ em đi mất, anh phải đi ra đây. Đang phải rửa cho sạch. Em có chờ khoảng lâu không anh? Tại em đang cần phải gấp anh ạ. À đây đây, để anh điện tài xế anh ra. Ơ sao anh, em tưởng anh là tài xế. Anh phải thuê lái xe riêng bởi vì lắm lúc em buồn ngủ ấy. Thế hả? Ờ, lắm lúc em buồn ngủ ấy là nó hơi bị đáng mang. Trên lá là làm thế đúng không anh? Không, em xin này anh sẽ free. Ồ, đáng mang thật luôn hả? Anh có đưa em làm gì? Ê chị ơi, được biết tí mắc gì. Anh nhìn bếch bếch này thôi mà anh kiểu thích gái xinh á. Ai xinh thì anh sẽ free. Đấy chắc là em xinh thì anh free hiểu không? Em đi. Tạm thời cho em xin này. Đây, tài xế anh đây. Ui đây hả? Ờ. Dạ man. Đây anh lên xe tài xế anh nhờ. Đó chị em có đi đâu. Mà em lên. Em. Chắc là mất tiền không ạ? Anh bảo anh free đi, riêng em là anh sẽ free. Dạ man. Ôi cảm ơn nhá. Ừ. Em cho anh hỏi em tên gì ấy? Bình thường em có hay đi ăn kem không? Cái gì đó? Hay ăn kem à? Ờ thế anh đưa em đi ăn kem cho anh đưa em về được không? Ờ được. Em có cần người không, để tí anh cho mấy thằng em anh nó bế em về. Nếu mà em cần kiểu người bế lên giường ấy, em có người ấy mà. Ý là lười, mình lười không muốn cử động ấy. Kiểu không muốn rửa bát, không muốn làm gì ấy. Đấy được kiểu ấy. Bọn anh được cái là đi làm này vì đam mê mà. Có cần tiền đâu mà. Ghê nhỉ. Đợt này taxi với Grab kiểu như là VIP thật sự luôn á. Em kiểu bị bất ngờ ấy anh. Trời ơi. Em cứ nghĩ ở bên Dubai là sẽ có kiểu Rolls Royce chạy taxi các thứ, mà không ngờ đây kiểu Việt Nam bây giờ có luôn. Kiểu thật ra thì bọn anh kiểu ế lâu năm ấy, đang cần tìm gái xinh để lấy làm vợ ấy. Kiểu bố mẹ giục rồi ấy, thì không biết hai em như nào. Hai em có người yêu chưa? Chưa, hai chưa. Em đang độc thân. Hai em đang độc thân, còn ế à? Còn ế anh ơi. Thì hôm nay đúng rồi, mát mía ghê. Tự dưng là đi ngồi đi trần. Ơ xe này là xe gì đấy? À, xe này là xe ô tô ấy. Xe ô tô thế hỏi đầu gối là rảnh. Việt có ưng không Việt? Chỉ một chữ, tuyệt. Đây mình đi mua sắm mọi người ơi. Ngại quá. Ngại. Rùn quá xem ạ. Xịn thế. Xe này chắc anh mua phải mấy tỷ đi nhỉ? Chục đến chục tỷ không anh? Có phải trả góp không ạ? Em bảo sếp anh trả góp. Nói em nói với khách đéo thì bảo sếp anh không có tiền à. Em cũng phải trách trước anh ạ. À. Bây giờ bịt nhiều lắm. Sự cao nhỉ? Mỗi tháng trước nợ lương anh thì mà. Nhưng mà anh nghĩ là có tiền. Có tiền, anh nghĩ đây đúng không ạ? Anh nghĩ sếp anh là người có tiền. Nợ có một tháng thì ta vẫn giảm mày chứ làm gì nữa. Anh sẽ nói với sếp cái. Nếu mà anh có nhiều tiền trong ví thì anh sẽ biết có gì trong váy. Được đấy. Dẫn giả thế thôi. Em muốn 20 sếp ạ. Bọn anh có tiền trong ví á? Có 20. Bọn anh muốn biết là bọn em có cái gì trong váy thì có được không? Cái tiền này thì nghe vẻ nó hơi giá trị nó là hơi nhỏ. Thế anh hiểu rồi. Vợ mày gọi này. Ủa gì đó? Vợ sếp ấy. Tên à? Nhầm. Máy sếp máy em đâu mà sếp bảo vợ em gọi. À em xin lỗi. Sếp đã làm gì có vợ nhỉ? Đúng rồi, tao đến đây có vợ. Sao anh vừa anh bảo là chưa có vợ? Anh
chưa có vợ đâu. Nhầm con bồ nó gọi anh kiểu nhiều bồ á. Anh nhiều bồ nên là. Được cái là em lại không thích dùng chung. Em không thích dùng chung à? Của tốt thì phải dùng chung nhé. Rồi để cái em không dùng chung. À thế ý em bảo là ý em là thích những người mà của không tốt đấy đúng không? Của không tốt. Thôi đây. Của lung tung em dùng tạm nhé. Thôi nha, nhưng mà chở em như thế này thì thôi em cũng cảm ơn, nhưng mà đừng có bảo gì với vợ anh hay gì, không ai tự nhiên lại thấy đánh ghen thì chết sợ. À, anh nói trêu thôi, anh có vợ đâu mà anh. Anh nói thật nha, xét ra vừa nãy anh cho vừa nãy cấp dưới ngay lái xe của anh này bảo là vợ của anh mà. Đấy là trêu nhau thôi, bọn anh hay trêu nhau mà. Bọn anh kể cả cấp trên cấp dưới mà coi nhau như bạn bè mà. Ý hai thằng gia kia phải quánh nhau một trận nữa xong bắt đầu mới về ôm nhau được mà. Nhưng mà thường thường kiểu như thế thì có hay cái kiểu như là vợ bạn như vợ tôi không? À không, chỉ có người yêu bạn cũng như người yêu tôi thôi. Vợ bạn là vợ bạn, mà vợ tôi là vợ tôi. Bọn anh thì hiểu. Tưởng vợ tôi là vợ bạn là vợ tôi. Không, ở đây cũng có hai người mà, có phải đâu phải có một mình em đâu. À dạ dạ. Nhưng mà cho anh hỏi khi mà bọn anh đi cái xe này ra thì bọn em cảm thấy như thế nào? Tại em bị bất ngờ ấy, bởi vì là em cũng chưa bao giờ được đi vui trần mà lại kiểu lại còn là bắt taxi xong rồi tự nhiên vớ phải được vui trần luôn ấy. Mà xe như này thì rất là xịn, bởi vì em cứ nghĩ là kiểu lừa đảo hay là gì đấy, rồi tí lát ra tự nhiên thanh toán 1 triệu bạc chết. Em tặng. Trong hôm nay bọn anh quay cái thử thách đấy. Đây. Hi. Bọn anh quay cái thử thách đấy xem phản ứng của mọi người như nào thôi. Rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã nói thật hôm nay. Và đặc biệt thì em rất là xinh. Dạ. Xinh gái xấu nhưng mà thôi anh ạ. Được không? Hôm nay anh rất là may mắn khi gặp ai cũng là một cô gái rất là xinh. Chứ để chứng không... tỏ anh là một người có mắt nhìn. Đúng rồi. Chứ không xấu như tài xế của anh. Có mắt nhìn và có sự thật thà. Không không xấu như tôi. Tôi. Anh dỗi. Nói thế anh không nhìn được nữa bây giờ. Dỗi.